Hạt đậu nành hay còn gọi là hạt đậu tương là một trong những loại hạt giàu chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sức khỏe của con người. Chính vì vậy, đậu nành là loại thực phẩm thường có mặt trong những thực đơn ăn uống lành mạnh, được tư vấn bởi các chuyên gia dinh dưỡng. Vậy, để sử dụng hạt đậu nành một cách hiệu quả, thì việc tách vỏ hạt đậu nành với số lượng nhiều và lớn là rất khó khăn. Luôn hiểu được nhu cầu của thực tiễn, 3A xin giới thiệu tới bà con máy tách vỏ đậu nành khô 3A 4kW. Máy với tính năng tách vỏ đậu nành khô chưa rang ra khỏi hạt một cách nhanh chóng. Trung bình mỗi mẻ 10kg hạt đậu nành, tách trong khoảng 10 phút, giúp các cơ sở chế biến sản xuất bột đậu tương, sữa đậu nành, táo phớ, nước tương hay nước ép lấy dầu đậu nành với quy mô vừa và nhỏ đạt năng suất cao. Máy bóc vỏ đậu tương được thiết kế đơn giản gồm các bộ phận. Công suất động cơ 4kW giúp máy vận hành mạnh mẽ, ổn định, mang lại năng suất cao. Quạt hút và cửa ra vỏ đậu tương có nhiệm vụ hút vỏ ra ngoài sau khi đã được tách khỏi hạt. Cửa ra hạt đậu được thiết kế tấm chắn, giúp hạt đậu sẽ không bị rơi ra ngoài khi đang hoạt động. Bánh xe được thiết kế chốt cố định, giúp máy không bị dịch chuyển khi vận hành. Trước khi vận hành, bà con cần kiểm tra bộ phận đá mài và mặt sàn, chốt cố định bánh xe, kiểm tra siết chặt các bu lông đai ốc, tấm chắn cửa ra sản phẩm, đảm bảo máy vận hành ổn định. Máy sử dụng nguồn điện 380V, nguồn điện cấp cho máy được đấu qua áp Thomas riêng. Chuẩn bị nguyên liệu được sử dụng cho máy là hạt đậu nành. Người dùng cần chuẩn bị thêm túi vải để chứa phần vỏ sau khi đã tách cho đỡ bụi và dễ dàng thu gom. Máy hoạt động đơn giản, người dùng chỉ cần cấp nguồn điện cho máy và bật áp Thomas, sau đó đổ từ từ nguyên liệu vào phễu nạp. Tại đây, nguyên liệu sẽ được đưa tới buồng tách hạt. Chỉ sau 10 phút là có thể thu được 10kg hạt đậu đã tách vỏ. Để máy hoạt động ổn định, tại cửa cấp liệu, bà con cần điều chỉnh tấm chắn để cho hạt đậu từ từ rơi xuống buồng tách hạt. Không đổ quá nhiều nguyên liệu vào cùng một lúc để tránh tình trạng máy vận hành quá tải. Động cơ hoạt động truyền chuyển động cho buồng máy bằng bộ phận truyền lực dây cu loa. Nguyên liệu sau khi được cấp vào phễu nạp sẽ được đưa vào buồng tách vỏ. Tại đây, nguyên liệu sẽ được chạy qua các viên đá mài. Các viên đá sẽ trà vỏ và phần vỏ bị mài nhỏ lọt qua mặt sàng xuống đáy thùng và được quạt gió hút đi. Hạt đậu đã sạch vỏ trôi theo mặt sàng tới cửa ra sản phẩm. So với các loại máy tách vỏ đậu tương khác trên thị trường, thì máy tách vỏ đậu tương 3A 4kW tại 3A có điểm khác biệt rất lớn. Máy hoạt động mạnh mẽ với khả năng tách sạch vỏ đến 95%, tỷ lệ vỡ hạt chỉ chiếm 5%, sản phẩm thu được đồng đều và đẹp mắt. Đồng thời, máy còn phân loại riêng hạt và vỏ, giúp người dùng dễ dàng thu gom và vệ sinh một cách đơn giản. Máy được thiết kế hai cửa ra sản phẩm. Một cửa được thiết kế ở bên dưới máy là cửa ra vỏ đã tách từ hạt đậu tương. Cửa còn lại được thiết kế ở cuối thân máy là cửa ra hạt đậu tương đã tách sạch vỏ. Việc thiết kế hai cửa ra sản phẩm như vậy sẽ giúp người dùng tiện thu gom, giảm thời gian lao động và năng suất làm việc lại cao. Với thương hiệu 3A, Tuấn Tú luôn là điểm tựa để giúp bà con thành công hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Tại 3A, đội ngũ kỹ thuật viên 100% có trình độ chuyên môn, làm việc nhiệt tình, chịu khó tìm tòi, học hỏi, sáng tạo ra những sản phẩm hiện đại để phục vụ bà con nông dân, giảm thời gian và công sức lao động, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 3A luôn sẵn sàng phục vụ bà con trên mọi miền Tổ quốc. Liên hệ đặt hàng, hãy gọi đến số điện thoại 02422-050505 ở khu vực miền Bắc và 098-493-0099 ở khu vực miền Nam để được tư vấn chu đáo nhất. Cách thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp lý nhất và dịch vụ sau bán hàng chu đáo nhất. 3A, điểm tựa thành công.